Cuối tháng, công nhân Mai chỉ ăn cơm trang canh. Đó là câu trả lời của 6% công nhân trong cuộc khảo sát. Tiền lương không đủ sống và hệ lụy. Do tổ chức Oxfam Cung viện công nhân và công đoàn thực hiện tại năm tỉnh thành vừa được công bố vào hôm 26 tháng 2. Báo tuổi trẻ trích dẫn kết quả khảo sát này cho biết, 28% công nhân nói rằng lương không đủ để đảm bảo chi tiêu ăn uống. Trong đó, 50% cho biết họ phải vay tiền để mua thức ăn. 23% cho biết họ đang sống trong điều kiện nhà ở tạm bờ. Thậm chí có 6% số công nhân cho biết vào cuối tháng họ chỉ ăn cơm chăn canh xuông. Ngoài ra, gần 70% số công nhân được hỏi cho biết họ hiếm khi hoặc chưa bao giờ có thời gian rảnh để đi, đi chơi thăm bạn bè vì họ phải làm thêm giờ. Đặc biệt, gần 100% số công nhân nói rằng họ không bao giờ hoặc hiếm khi đi ăn hàng. Cũng theo kết quả khảo sát, chế độ lương thấp, ăn uống kém chất lượng, làm thêm giờ đã khiến 70% số công nhân được hỏi rơi vào trạng thái mệt mỏi, hoa mắt, tụt huyết áp. Đáng lưu ý là có tới hơn một nửa số người được hỏi cho biết họ không đủ tiền trang trải chi phí khám chữa bệnh và thuốc men. Bà Nguyễn Thị Lê Hoa, Phó Giám đốc Oxfam Việt Nam, Kết luận, tình trạng tiền lương thấp đang làm cho công nhân và gia đình họ mắc kẹt trong vòng nghèo đói và không thể đáp ứng các nhu cầu cơ bản để có một cuộc sống tử tế như các nhu cầu về thực phẩm, y tế, giáo dục. Tại Việt Nam, công nhân là lực lượng lao động trực tiếp làm ra nhiều yếu phẩm cho xã hội, tuy nhiên cuộc sống của họ đang rơi vào tình thế nghèo khổ cả về vật chất lẫn tinh thần. Lương thấp, sinh hoạt thiếu thốn, nên chi tiêu gói ghém. Cuộc sống của họ chỉ quanh quẩn trong công xưởng và phòng trọ vài mét vuông. Những thói quen giải trí như xem phim, đi chơi, theo dõi tin tức thời sự, đọc báo hay cập nhật các kiến thức về các luật lao động là điều xa xỉ.